cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Countryside TV. Thì mình vừa nhập một số em dê được thịt mới về. Thì bây giờ mình sẽ review và chia sẻ cái kinh nghiệm trong cái vấn đề mà mình chọn giống như thế nào. Thì mời các bạn cùng xem nha. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là bài dê mà mình mới vừa nhập vào ngày hôm qua. Thì cái giá dê hiện tại mà mình nhập á là 145, và cái giá dê được thịt mà người ta thu vào á là 135. Thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn một số việc mà cần thiết mà khi mà dê con mới vừa nhập về. Thì khi mà dê được thịt này nè, mình mới nhập về, mình sẽ nuôi trong vòng từ 4 đến 5 tháng là mình có thể xuất chuồng được. Thì trong cái quá trình mà nuôi này á, thì cái tháng đầu tiên có thể nói là cái tháng vất vả nhất. Thì tất cả các loại bệnh mà hầu như của dê nó đều xuất hiện ở trong cái tháng đầu tiên này. Thì khi mà tháng đầu tiên mà mấy bạn vượt qua được rồi á, thì tháng thứ 2, tháng thứ 3 và tháng thứ 4 thì mấy bạn chỉ lo cái nguồn thức ăn cho dê thôi. Và thậm chí thì nhiều khi nuôi cũng rất là nhàn ở những cái giai đoạn đó. Cực nhất là giai đoạn hiện tại nè. Thì cái kinh nghiệm mà lựa chọn dê của mình á, đó là nhìn cái hai chân sau của tụi nó đứng mà vững chắc vậy nè. Rồi cái ngọc dương của nó tròn đều và hồng xuống như vậy. Đó, thì dê nó rất là khỏe. Thì mà khi mà dê mà các bạn mới vừa bắt về chuồng á, thì mình tuyệt đối là không có nên cho dê uống nước liền ha. Vì trong cái quá trình mà vận chuyển dê á, thì dê nó bị bức nước rất là nhiều, với lại nó mệt á. Khi mà uống nước nhiều vào á, thì nó sẽ dễ bị sốc nhiệt. Là khi mà dê con nó mới về chuồng á, nó lạ chuồng thì có nhiều đứa nó cũng không có ăn. Rồi gặp thời tiết thay đổi á, thì tụi nó cũng sổ mũi này kia, rồi đau mắt nữa. Nhưng mà không sao đâu, từ từ rồi nó cũng khỏe thôi à. Thì cái loại nước mà khi mà dê nó mới vừa về chuồng mới á, thì khoảng tầm 3-4 tiếng sau thì mấy bạn hãy cho tụi nó uống nước ha. Và cái nước mà mình cho tụi nó uống á, thì mình sử dụng cái bột Orizon nè, điện giải, để chống sốc nhiệt, mất nước. Và mình cho thêm một chút xíu muối ăn vào nữa. Đây là một loại đá liếm bổ sung sodium, magie và calcium cho dê con. Thì cái cục đá liếm này á, mình mua ở đây là khoảng tầm 100 ngàn một cục, thì xài cho được khoảng 2-3 lứa dê lận á. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình treo lên để cho mấy tụi dê nó liếm. Đối với cái chuồng của mình á, thì mình sẽ treo ở giữa, rồi cho tụi dê nó đu lên, rồi nó liếm cái cục đá liếm này. Đó, thì mình sẽ tháo cái đây ra, rồi mình treo lên cho mấy đứa dê nó liếm. Cái cục đá này là nó có khối lượng là 5kg. Rồi bây giờ mình treo vô cái sợi dây này. Rồi xong, thì mình đã treo xong cái cục đá liếm ở ngay cái giữa chuồng rồi. Thì khi nào mà tụi dê nó cần thì nó sẽ ghé vào và nó liếm. Thì cái cục đá liếm này á, thì mình nghĩ là các bạn mà mới bắt đầu nuôi dê á, thì nên trang bị cho tụi dê ha. Thì nó sẽ bổ sung những cái chất khoáng chất cần thiết để cho dê nó phát triển
tốt nhất có thể. Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn những cái lưu ý mà khi mà mình bắt những em dê được thịt về để mà bổ béo. Thì hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye đây.